Huỳnh Nguyễn Tường Vi, nối tiếp sân khấu. Mới đây, học sinh cấp trung học phổ thông đến từ các trường trên địa bàn thành phố đã tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024. Cuộc thi được Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An phối hợp với Thành đoàn Hội An tổ chức, là một trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại Hội An. Tại cuộc thi, học sinh tham gia kể chuyện, thuyết trình hoặc tái hiện lại nội dung câu chuyện hay nhân vật yêu thích nhất trong một tác phẩm hay có nội dung phù hợp với lứa tuổi mà các em đã đọc, kết hợp kể chuyện, thuyết trình với âm nhạc, hoạt cảnh. Qua đó góp phần giới thiệu những tác phẩm hay, những câu chuyện ý nghĩa đến với bạn đọc. Em cảm thấy là rất là vui bởi vì được gặp gỡ nhiều bạn, cũng như là được chia sẻ thêm nhiều cái thông tin bổ ích, cũng như là có thêm nhiều cái động lực trong cái việc học tập và được chia sẻ nhiều cuốn sách hay thú vị. Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại Hội An diễn ra đến ngày 25 tháng 4. Trong đó, nổi bật là hoạt động như trưng bày ấn phẩm và giới thiệu sách, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024, giới thiệu tác giả tác phẩm, tuyên truyền sách, giới thiệu thư viện và trao tặng thẻ thư viện, phiên chợ sách lần thứ 13, hoạt động tìm hiểu di tích qua trang sách. Thông qua đó cũng tạo những cái sân chơi hết sức là lành mạnh và bổ ích cho các em để từ đó nâng cao cái nhận thức và phát triển những cái giá trị của bản thân. Và trong cái năm nay thì những cái phương thức cũng được đổi mới rất là nhiều. Thì từ đó nó tạo thêm nhiều cái sự cảm hứng đối với lại bạn đọc tham gia đối với các hoạt động của thành phố. Và các hoạt động được mở rộng ra khỏi cái không gian thư viện, như là lan tỏa xuống các cái thiết chế văn hóa, những cái không gian đọc cộng đồng hoặc là những cái mô hình cà phê sách. Tại chương trình khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An cũng đã tổ chức trao tặng sách của các đơn vị tài trợ cho 10 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Với nhiều cái hình thức tổ chức khác nhau thì chúng tôi có nhiều sự lựa chọn phù hợp với điều kiện của từng trường. Ví dụ chúng tôi sẽ có tổ chức về hoạt động Ngày sách Việt Nam, như là trưng bày và giới thiệu sách, những giới thiệu được cuốn sách em yêu trong toàn thể học sinh, hoặc là chúng tôi tổ chức thi kể chuyện theo sách, hay là phong trào quyên góp sách cho bạn nghèo để giúp cho các bạn có được, những bạn khó khăn thì có được sự tiếp cận với lại nhiều nguồn sách khác nhau. Theo kế hoạch, trong năm 2024, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An sẽ tổ chức trao tặng sách, phát động phong trào góp sách xây dựng tủ sách cộng đồng và thư viện xanh, xây dựng tủ sách yêu thương, phối hợp hỗ trợ các đơn vị trường học địa phương tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phù hợp.